Hội khuyến học huyện Đất Đỏ vừa tổ chức thành công đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 5 năm qua, các cấp hội khuyến học huyện Đất Đỏ đã vận động trao tặng 11.600 suất học bổng, hơn gần 49.000 suất quà và khen thưởng hơn 11.500 học sinh sinh viên xuất sắc, nghèo, vượt khó, học giỏi, với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tổ chức hoạt động. Qua đó đã tổ chức được 106 lớp học, thu hút gần 5.000 lượt học viên tham gia học tập. Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác khuyến học khuyến tài, Hội khuyến học huyện Đất Đỏ đã xây dựng được gần 16.900 hộ gia đình học tập, chiếm 87,84% số hộ gia đình toàn huyện, 100% ấp khu phố, 70 trên 74 đơn vị địa phương đạt danh hiệu học tập cộng đồng. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội khuyến học huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội. Phấn đấu đến năm 2026, hội viên là đảng viên đạt 90% số đảng viên toàn huyện. Tỷ lệ đơn vị học tập cấp huyện, cấp xã và hộ được công nhận gia đình học tập đạt 95%. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Hội khuyến học huyện Đất Đỏ, nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 17 thành viên. Dịp này, Ủy ban dân huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài giai đoạn 2015-2020.